Hà đang phát sinh cho bạn. Sau đây Hà đang giới thiệu các bạn cách bảo dưỡng máy ngang. Các bạn trước tiên các bạn tháo lô ra trước, tháo lô của máy ra trước. Bấm nút này và giữ, bấm và giữ các bạn nhé. Đấy. Bấm và giữ. Có nhiều kiểu máy. Đây là máy LV201. Các bạn máy này thì thiết kế của nó là ấn nút ở chính diện ngay cái điều chỉnh tốc độ ra của mồi. Có máy khác thiết kế, nhưng máy dòng máy khác có máy thiết kế ấn nút ở đây. Đây là các bạn ấn ấn và giữ, các bạn xoay xoay theo chiều xuôi của chân máy. Đấy. Xoay xuống. Đấy, các bạn nhấc ra. Đấy. Lấy lô ra. Đấy. Đây có một vòng bi này các bạn. Tí đấy các bạn tra dầu thôi. Đấy, các bạn ở đây đây một là mặt mặt phẳng. Mặt phẳng thì các bạn đặt xuống đây thì nó không bị cập kênh, mà lúc các bạn làm thì nó chắc. Những cái ốc ở máy ngang này rất chắc, các bạn không gây chắc thì rất khó bạn, mà nó sẽ bị trờn gen. Nó trờn rác của ốc, không phải trờn gen các bạn. Bạn lưu ý để lon đen, đây nó có hai cái lon đen để hãm chết máy ở trên lô. Nếu mà bạn lật ngược thì các bạn để ý đúng chiều của nó. Ở dưới này cũng có một cái lon đen này. Nhớ tí cho vào để bạn cùng một chỗ. Rồi bạn tháo ốc này, cái vòng bi này tháo ra cũng được nhưng mà chưa cần. Đó, tí tháo ốc này ra dễ. Ốc rất chặt, các bạn hãy kê chắc. Rác của tô vít, cái đầu của tô vít nó cũng phải khớp với ốc này, không nó sẽ bị hỏng ít rác của ốc, các bạn khó vặn. Ở đây có hai vòng bi, một bi bình thường, đây là vòng bi hạt đây. Máy lâu ngày bật bó vào, máy nó không có thiết kế, không có gì. Đây, ta hoàn máy cho các bạn xem, không có gì. Bánh răng nhựa thì không phải là chịu tải, nên là không chịu tải mấy, nên là người ta thiết kế bánh răng nhựa nên là để cho máy nó nhẹ. Bánh răng này dẫn cước để cho cước nó dàn đều với ga lô, nó không tác dụng chịu lực nên là người ta thiết kế vậy thôi, để giảm trọng lượng của máy. Đây cũng là một vòng bi đây các bạn, bi hạt. Đấy.
rồi bạn tra mỡ vào đây. Nếu mà cái máy nó bẩn quá thì các bạn là vệ sinh, bạn vệ sinh rửa ở vòng bi vòng xăng sạch nhất. Đây, máy đang khá mới, khá sạch. Các bạn chỉ tra mỡ vào được. Mỡ chịu nhiệt. Cái bánh răng này bạn tra mỡ, vòng bi bạn tra dầu máy khâu, dầu máy khâu cũng hợp lý. Cho này. Dàn đều à. Còn phần bên trong này thì các bạn là nhỏ dầu, bên trong quả lô này, nhỏ dầu là bạn chấm tí dầu vào đây, những cái ắc, những cái chạy ông bà chấm vào cái bánh răng dưới. Tiếp đến các bạn là vào nhỏ vòng bi này, đây cũng là một vòng bi. Lông đen của nó đây. Nhỏ bằng bi này, nếu bằng bi nó bẩn thì các bạn vệ sinh bằng xăng nhé. Này nó sạch thì tra mỡ, hay cho dầu vào. Trơn ngay. Nó vào. Vòng bi này có thể lắp sau cũng được. Rồi, lắp sau chiều cái rác của cái vòng bi dưới này nó khớp vào cái rác của trên này thì là hợp lý hơn các bạn.
chèo đây. Nó còn bị là được hết ta này là chà tí dèo vào đây cái này nó đỡ quả một đầu là chục quả lô đây các bạn. Đấy, nó đút vào đây nó là đỡ như vậy thì các bạn cho một tí dầu máy vào đây. Đấy. Bạn vặn nào. Cái này là có tác dụng giữ trục này, nó giữ trục lô này, quả lô này không bị dơ thì sẽ giải thích cho bạn xem. Nông đen. Các bạn giữ giữa tâm này các bạn xoay dễ hơn. Gửi lên các bạn nhé. Các bạn vặn ốc này nhé, cái chiều giác này này. Đấy. Giác này thẳng với cái lỗ ốc hãm. Cái này là ốc hãm mà. Hãm ốc chống trượt ốc này, đây nó có cái những cái khe để cái giác ốc vào. Các bạn vặn sao cho nó thẳng. Cái này thì các bạn đỡ chỉnh đi chỉnh lại. Nếu các bạn lệch cái lỗ này thì các bạn lại phải đặt ốc này nó cái ốc của cái hãm này nó không vặn được ở đây, nó sẽ bị lệch. Đây, ví dụ các bạn đặt hơi lên một tí nha, không chuẩn vào giác nha, thì các bạn đặt cái ốc ra, cái chụp hãm này nó sẽ bị lệch, nó không bao giờ vào cái lỗ để vặn ốc này được. Thẳng ốc. Hơi lệch một tí. Thẳng đấy là nó sẽ vào luôn. Thì đấy các bạn nhỏ vào đây, nhỏ vào thanh trượt, nhỏ dầu, thanh trượt của chạy cước này.
Đó. 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 Dầu máy khâu các bạn nhé. Thì đấy các bạn nó vòng bi này. Thì máy mình sử dụng ít ít câu máy ngang này. Là nó vẫn còn sạch. Nó đây này. Chỉnh nha, cái ốc này vặn 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 quá nó sẽ bị dơ. Đấy, dơ cái trục lô này. Đấy, bạn nhìn thấy dơ chưa? Đấy, dơ các bạn điều chỉnh ốc này vừa phải. Nó không còn độ dơ của lô nữa. Đấy. Nếu bạn nào đấy. Đấy, vậy rất rất không còn độ dơ của lô. Thì các bạn nhỏ vào chân của cái tay quay này. Rồi bạn chưa chặt các bạn. Rồi bị trượt. Lỏng ốc ạ. Hãm bị trôi. Cái rác này nó nông lắm. Hơi bị lệch một tí. Bạn trả lại một tí. Vừa rồi đang vệ sinh đang hướng dẫn các bạn cách bảo dưỡng máy ngang. Đang vệ sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đang Vệ Sinh.